Thưa quý vị, một ngày sau thảm kịch cháy nhà trọ ở con ngõ nhỏ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Mất mát, đau thương là những cảm xúc không thể diễn tả thành lời của những gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng. Có rất nhiều nạn nhân trẻ vừa mới lập gia đình hoặc đang ấp ủ những nguyện ước hạnh phúc cho tương lai. Nhiều dự định đã mãi không thể thực hiện, khiến nhiều người xót xa. Trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội, Đại diện lãnh đạo huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương này có hai nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ. Đôi trẻ cùng sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh. Cặp đôi dự kiến cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới, nhưng giờ đây dự định của họ đã mãi giang dở. Hiện đại diện lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan đang vào cuộc hỗ trợ những thủ tục cần thiết cũng như thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Trong số 14 trường hợp tử vong, còn có hai nạn nhân ở Hải Dương là vợ chồng mới cưới nhau chưa lâu. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, người vợ đang mang thai tháng thứ ba. Sau khi nhận được thông tin, vụ việc Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ và các tổ chức đoàn thể của huyện Tứ Kỳ và xã Quang Khải cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Quang Khải hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ hỗ trợ 19 triệu đồng. Cũng liên quan đến thảm kịch cháy nhà trọ ở Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau vụ việc đau lòng này, những câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý và trách nhiệm của các bên đã được nhiều người đặt ra. Và hãy cùng với phóng viên chào buổi tối tìm hiểu ngay sau đây. Theo các luật sư, để xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại nhà trọ số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và trách nhiệm bồi thường của những cá nhân, đơn vị có liên quan, lực lượng cảnh sát điều tra phải tiến hành các biện pháp khám nghiệm hiện trường để thu thập chứng cứ, tài liệu, giải quyết vụ án cơ quan chức năng cần xác định căn nhà thuộc sở hữu của ai, xây dựng công trình có đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy hay không. Tuy nhiên, những cá nhân có liên quan đến vụ việc có thể bị cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền khởi tố về tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy được quy định tại điều 313 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức phạt tù từ 7 năm đến 12 năm tù. Ngoài ra, những cá nhân liên quan đến việc xảy ra hỏa hoạn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng, bồi thường cho các nạn nhân bị thương theo quy định tại điều 590, 591 Bộ luật dân sự năm 2015. Một thông tin đáng chú ý khác, chạy xe ô tô ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt bị nghiêm cấm và cũng đã có nhiều bài học đắt giá xảy ra khi va chạm với xe đi đúng chiều. Vào ngày 25 tháng 5, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế chú Giá Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vì hành vi vi phạm chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Ngoài lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế. Theo quy định hiện hành, với hành vi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng. Trước đó khoảng 8 giờ 23 phút ngày 24 tháng 5, ô tô Hyundai i10 quay đầu nguy hiểm, chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn diễn Châu. Nhận được thông tin phản ánh, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cục cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh làm rõ. Tại buổi làm việc tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính. Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sẽ thúc ép với lý do là cần hoàn thiện gấp hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm về. Khi cài xong, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Mới đây nhất, một phụ nữ trú tại quận Tây Hồ cũng đã bị sập bẫy của các đối tượng với thủ đoạn đi trên. Công an quận Tây Hồ cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị về việc bị mất hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản. Theo đó vào ngày 14 tháng 5 năm 2024, người phụ nữ sinh năm 1979, trú tại Tây Hồ, Hà Nội nhận được cuộc gọi của một kẻ tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu khai báo thông tin cá nhân qua cổng dịch vụ công. Sau đó tên này gửi đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong thấy điện thoại bị treo, chị nghi ngờ lừa đảo nên ra ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện tài khoản đã bị mất hơn 2 tỷ đồng. Để phòng tránh lừa đảo, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ công an yêu cầu bổ sung cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của những đối tượng này. Các vụ lừa đảo với chiêu thức như trên đang ngày càng trở nên phổ biến. Vào sáng 25 tháng 5, người dân ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh tới công an quận 12 về việc có một đối tượng tự xưng tên là Long, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an quận 12, thông báo với công dân rằng dấu vân tay bị mở. Theo đó, Long yêu cầu người dân phải lấy lại dấu vân tay phục vụ cho công việc chuẩn bị cài đặt định danh điện tử mức 3 chưa dừng lại, đối tượng còn hướng dẫn họ đợi điện thoại có cán bộ khác từ phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh liên hệ để hướng dẫn. Nghi gặp phải đối tượng xấu, người dân đã gọi điện trình báo cơ quan công an. Liên quan sự việc này, công an quận 12 khẳng định, cơ quan công an tuyệt đối không thông báo những lỗi liên quan đến định danh điện tử, căn cước công dân cũng như không làm việc với công dân qua điện thoại mà chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở đơn vị. Cơ quan công an đang triển khai đến người dân đăng ký định danh điện tử mức 2. Bên cạnh đó, công an cũng đề nghị người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ mặt, không truy cập vào các đường link lạ, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản. Đồng thời, người dân ghi âm cuộc gọi và báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý. đến hẹn lại lên thời điểm các trường tổng kết năm học trao thưởng cho học sinh thì cũng là dịp mà nhiều phụ huynh sẽ đua nhau khoe điểm số và thành tích của con trên mạng xã hội. Vâng, dù chuyện điểm 9, điểm 10 đã như là phổ cập toàn dân, nhưng những bảng điểm vẫn có sức thu hút lạ kỳ. Nhà nhà khoe điểm, người người khoe giấy khen. Tuy nhiên tranh cãi cũng từ đây mà nổ ra, bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân mà còn tại áp lực lên những đứa trẻ khác. Những năm gần đây, mỗi khi kết thúc năm học là trên mạng xã hội, rất nhiều phụ huynh đăng tải hình ảnh thành tích học tập của con với những bằng điểm, rồi đủ các loại giấy khen kèm theo. Nhiều phụ huynh trong suy nghĩ của họ đơn giản chỉ là muốn san sẻ niềm vui của gia đình cho nhiều người được biết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, nhà giáo cho rằng việc ghi nhận động viên con là cần thiết, nhưng ngoài việc lộ thông tin cá nhân, việc khoe cả giấy khen có tên trường, lớp, thành tích của trẻ còn tạo áp lực cho chính các trường và các em. Ngoài ra cũng tạo áp lực cho những học sinh khác và phụ huynh của các em đó. Các chuyên gia cũng cho rằng việc làm này của phụ huynh cho thấy bệnh thành tích không chỉ tạo nên từ trường học mà còn từ áp lực xã hội, cha mẹ học sinh. Vâng, con học giỏi là niềm hãnh diện và tự hào của cha mẹ nên việc khoe thành tích của con để bạn bè và người thân biết và chia sẻ niềm vui là không sai. Nhưng các bậc phụ huynh muốn khoe cũng nên hỏi qua ý kiến của con mình, đồng thời suy xét thật kỹ lưỡng và che bớt thông tin nếu cần. Điều này không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho các con.